Xin chào mọi người, nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người xem cách hàng zin và hàng Trung Quốc nó khác nhau như nào nha. Ở đây thì có cái 1280 thì bán rất là nhiều ở trên Việt Nam mình, nhưng mà rất là ít người có thể mua được hàng chính hãng nha anh em nha, toàn là mua hàng Trung Quốc thôi. Gần như là tới 90% là như vậy nha. Ở đây cái màn hình zin anh em nhìn thấy này, nó màn hình zin sắc nét, chữ ngày số thứ nó rất là rõ. Ở đây thì các anh em bấm phím nào nó ăn được phím đấy này, nó di chuyển rất là nhanh, linh hoạt. Màn hình zin 100%. Anh em mua gần như là toàn là màn hình lô nhá. Gần như là 90% đến 95% là màn hình lô. Bên mình bán là chỉ có bán màn hình zin. Và trước mặt màn hình nó có một cái miếng dán keo này, các bạn bóc ra cho nó mới và đẹp nha. Máy zin thì nó sẽ khác máy rẻ tiền ở chỗ nào. Đây, các bạn bấm này, nó sẽ chậm, rất là chậm, hoặc là mình bấm một tí nó mới chạy nha. Màn hình của nó là sáng rực lên hoặc nó xanh lè ra, nó không có đồng đều như cái con hàng zin này. Con hàng zin thì nó rất là khác nha. Đấy, các bạn nhìn thấy sáng đều, màn hình nó hơi xăm xám, rất là đẹp nha. Đấy, hàng chính hãng và hàng zin nó ra như vậy. Pin bên mình bán là pin loại tốt nữa. Pin bên mình có đóng dấu mộc đằng sau lưng pin này. Pin này bảo hành các bạn luôn thời gian cùng theo máy luôn. Nếu mà anh em ở Sài Gòn thì qua đây đổi, còn nếu mà anh em ở tỉnh thì phải gửi lại nha. Còn pin nếu mà pin Trung Quốc thì các bạn chỉ dùng một vài ngày nó sẽ phồng như này. Đây, pin rẻ tiền á, là anh em chỉ dùng một vài ngày nó sẽ bị phồng lên. Đấy, kể con này khi mà nó tắt màn hình phụ đi thì nhìn cái màn hình nó vẫn không sắc nét bằng những cái con zin này nha. Đấy, anh em sẽ chú ý. Bên mình bảo hành các bạn thời gian lên tới là 1 năm, anh em thể yên tâm để mua hàng. Nếu anh em nào chưa biết mua hàng thì anh em phải bấm ngay góc bên tay trái để mua hàng nha.